Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là quý vị và các bạn đang rất là nóng lòng muốn được biết số điểm, kết quả mà ba người chơi đã ghi được tại vòng vừa rồi. Và sau đây chúng tôi sẽ phải nhờ đến chị Thu Hương, người sẽ giúp chúng tôi công bố kết quả của cả ba người chơi đã đạt tại vòng thứ nhất của chương trình. Xin mời chị Thu Hương cùng với ba người chơi ạ. Thưa quý vị khán giả, chắc là quý vị cũng phải công nhận rằng là chị Giang đã tham gia vào phần thi với phong độ tốt nhất, tự tin, bình tĩnh, trả lời được 9 trên 10 câu hỏi và trả lời được cả câu hỏi cực điểm. Vậy tôi xin hỏi chị rằng là chỉ sai một câu nhưng mà vì chị đã không nhờ tới sự giúp đỡ của ban cố vấn, vậy chị có thấy tiếc không ạ? Nếu như nhờ thì chắc là chị đã trả lời được 10 trên 10 rồi đấy ạ. Tôi nghĩ là vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho tôi ở phía trước. Vâng, chị sẽ còn nhờ tới sự giúp đỡ của ban cố vấn nếu như được tiếp tục ở vào tới vòng sau của chương trình đúng không ạ? Vâng, tôi sẽ cố gắng. Anh Minh, tâm trạng anh lúc này thế nào ạ? Cũng rất hồi hộp. Cũng rất hồi hộp. Bao giờ cũng vậy, khi chờ đợi kết quả cũng là điều mà tất cả những người tham gia vào cuộc chơi rất là mong ngóng và rất là hồi hộp. Vì vậy, tôi sẽ công bố kết quả của vòng 1 ngay bây giờ. Cùng với 500 điểm mà chương trình dành tặng cho cả ba người chơi, số điểm của ba người chơi sau vòng 1 như sau. Chị Hương Giang có được 980 điểm. Anh Bắc Cường có được 840 điểm. Anh Hoàng Minh có được 787 điểm. Vậy là anh Minh sẽ phải là người ra về đầu tiên trong chương trình hôm nay. Tôi nghĩ rằng là anh đã rất cố gắng nhưng mà có lẽ may mắn đã không mỉm cười với anh. Chúc anh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống. Anh Minh sẽ ra về với số điểm là 787 điểm, tương đương với số tiền là 787.000 cùng với phần quà của nhà tài trợ. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của anh Cường và chị Giang. Chắc chắn sẽ còn hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và thú vị hơn ở vòng 1. Quý vị hãy cùng đón xem và hãy cùng cổ vũ thật nhiệt tình cho hai người chơi.